Việt Nam mình hỗ trợ cho tôi để con mình có cách sống hơn. Những thầy và nữ sinh. Của làm chứng đã xây dựng được tôn tượng Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay với lòng thành tâm của bổn tự thành tâm tri ân tất cả các Phật tử ở nhóm Phật tử làm ra đã phát tâm đã xây dựng tôn tượng để bây giờ ngôi chùa làm chính có được tôn tượng Đức Viên Thông Giáo Chủ của Đại Từ Đại Bi tập thân quốc hội chúng ta hoàn thành. Bác nhận được quà Tết, bác thấy sao ạ? Vui vẻ chứ sao nữa. Có vui không bác? Tết năm nay chắc chắn là phải vui rồi đúng không ạ? Tết có gạo ăn rồi. Tết có gạo ăn rồi ạ. Dạ.